Đây. Đây. Ê, con chạy đây. Chúng ở đây, mau vô đi. Đây à. Đây nha mọi người. Đây là con khục. Ông nội này. Con nhái to ấy. Rất nhiều đây, ở đằng trong này rất nhiều, đông hết rồi. Hàng ấy. Không mò đi, nó lặn rồi, nó lặn rồi. Đây dưới chân tao ấy. Nó rút nhanh lắm đó. Ui. Ấy, nó mới vào chân tao. Ấy. Còn nữa. Trong đấy hang hang cái khe này. Nhiều lắm. Ui. Đạp vào nó luôn. Em đợi nó chui lên đấy em tống tống nó luôn. Ấy. Cái gì ấy? Wow, rất nhiều. Ôi, nó chưa là anh ơi. Đây đây đây, mở thùng đây, đây, đây. Này, cái con này. Ôi đây. Ôi đây. Ôi đây 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 đây. Đây 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 đây. Đấy cho mọi người xem đấy. Đây đây đây. Chạy đâu rồi? À, vẫn còn đây đây. Ôi vẫn còn. Vẫn còn từ cho mọi người xem đã. Nó nhảy nhau rồi, xuống trong đây này. Đây này, đây này. Đấy. Mọi người thấy nó trong hang chưa? Đây này. Tìm bắt nha. Đấy, đấy, từ. Thấy nó chưa đã? Thấy rồi. Đây này. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy nó chưa? Nó ở rất nhiều trong hang nhé. Một hang này phải có mấy con cơ. Xấu lắm. Vét ra. Vét ra. Lấy cái cây thọc ấy. Rồi nó chạy ra đấy. Đấy, ra đấy. Còn nữa kìa. Chân dài là của anh. Đưa đây anh cầm cho. Đây này. Đấy, còn nữa kìa. Đấy. Ấy. Ôi mất rồi. Mất ra nữa. Xuống nước rồi. Đây này mấy cái hang đằng này. Đây này. Kìa. Đấy thấy chưa? Ui em à. Ôi. Chọc cho tôi con. Ấy đấy. Đấy. Chả cá thì là cái gì đấy. Ui trời ơi. Chết em rồi. Thì em bảo bắt cá để ăn thôi, em có là gì đâu. Chuẩn bị tụt quần ra cái sông tắm nhanh. Không. Mây bữa ấy. Đấy. Cô. Đấy là tại có cả sự góp công của em mút nước chứ. Góp cái cứt ấy. Chẳng thế à. Ấy, đây. Cá mắc kẹt trong hàng. Ấy, để em bắt được, chị em bắt rồi. Đây. Đây có con ông nữa này. Sộp à. Đây, ai bảo không có cá? Ai bảo không có cá? Ai bảo không có cá? Điên, lấy con mấy con ốc bươu vàng làm gì? Ốc bươu thì ăn chẳng ngon. Ăn chấm muối ớt cho sột. Còn nhiều sột à? Còn nhiều. Đâu rồi? Đây. Đây một con nhé. Vô luôn. Dưới kia một con nữa. Đâu? Dưới gầm á, gầm mũi nữa. Đây một con nữa này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây, nhìn em bắt con này này. Một con trên này. Cái giống này thì rất là dễ bắt nhá mọi người nhá. Tại vì nó đang ở hồ nước này. Tối là nó lên bờ đấy. Đấy. Bắt được con kia, Phía hai lên, con nữa. Phiến lên. Đấy. Mấy con trọng ấy. Đấy. Chạy mất đi kia. Chân rồi. Đấy. Mấy con nữa. Đây. Thôi để tao bắt cho. Cọp. Anh em mình bắt đầu mổ nhái nhé mọi người nhá. À con này không phải tên nhái. Đặc sản đấy mọi người ạ. Con này chỉ mùa mưa này mới có thôi. Mùa này nó mới nhiều này. Con này là lâu rồi anh em mình không khộp ấy. Chảo. Đây này. Chảo chuột ấy. Đây này. Nhìn này. Từ kéo. Em bắt một con to nhất ra xem nhé. Đấy. Bắt con kia cái con trên đầu đấy. Đây. Đấy, được khoảng tầm 5 lạng với lại 3 con cá chụp mọi người ạ. Cái chân đấy. Của nó dài hơn rồi. Bác đệ cứ bảo không ở đấy không có cá. Đây. Cái gì? Ây.
ăn rùa. Ai mà không có cá? Không phải là những cái hồ nước nó rất là hay có cá sộp, nhưng cá sộp rất là nhiều, thế nên là kia. Thôi, hôm nay anh em mình sẽ làm cái món nhái này. Mày thích ăn chả nhái không? Có. Mọi người ăn chả nhái bao giờ chưa? Chả nhái nhá. Hôm nay sẽ là món chả nhái nhé mọi người nhá. Okay. Cực kỳ ngon đấy. Không anh ơi. Mày rán đấy. Không. Rán mình rán nhiều rồi. Ăn chả cắt đi. Băm chả cuốn lá lốt. Ui hết giờ luôn. Mày mổ đi, tao về tao lấy nồi nhá. À luôn. Đấy, lấy kéo mổ cái như thế này là rất là sạch. Đấy. Rồi. Mọi người thấy ngon không? Đấy, thấy chưa? Nhái đồng nhà mình đấy. Đấy, thấy chưa? Đó. To. Ui, con này có trứng. Wow, trứng này. Dạ mạnh. Đấy, đây là thành quả của anh em mình nhá. Được, nói chung là chắc là cũng được. Thành quả làm gì có miếng thịt lợn. Mình vừa phải về mua thêm một chút thịt lợn về băm chả cho nó ngon. Có tí trứng gà nữa, với lá lốt nữa. Còn cái này thì thôi, khả năng tí đốt ăn thôi, cái đấy thôi. Cá sộp đốt anh em mình ăn chán quá rồi. Bây giờ có món này mới là ngon đây này. Đặc sản. Nếu mà để mà nói nhá, ở quán ấy, để mà có được món này ấy, thì khả năng là hơi khó đấy. Thì quá đông khách luôn. Tí nữa mình sẽ làm một tí thịt này thôi để cho nó giữ nguyên cái hương vị của con nhái nhất nhá. Cây đã cạn khô. Đây là món chả của anh em mình nhá. Chả nhái này, cộng thêm một chút thịt này, rau lá lốt này và hành khô. Có trứng nữa. Có trứng này, lấy lòng đỏ. Anh bia em con dao chặt cho nó ngọt. Hả? Ui anh ơi. Chưa. À không phải, trứng này trứng sáng. Trứng này là trứng kia. Trứng sáng. Trứng loãng lòng. Thôi mà đập ra cẩn thận, cứ cho ra lòng bàn tay trước đi ông nhé. Em mua con dao không là vỡ mồm đấy. Ừ, đúng rồi. Nhiều khi làm nem xong cuộn đấy tất cả các kiểu rồi các ông bà là cứ đập thẳng vào ấy. Ủa thôi sao chết. Lấy lông đỏ thôi gì anh? Lấy lông đỏ thôi. Đấy, hứng một cái tay này. Đấy. Đấy. Lấy lông đỏ thôi. Chả nhái. Lâu lắm rồi mình không ăn món này rồi. Từ khá là lâu rồi. Ngày bé mình rất là hay ăn. Bố mình hay đi đồng bắt nhái về làm chả. Anh thấy em đi không? Đấy, này. Nào. Cần gì? Chỉ cần bàn tay mình làm nên tất cả. Cần gì? Máy hút lồng đảo. Anh ơi, đây là tần trứng ấp một ngày. Hả? Đấy. Tần ấp một hai ngày rồi. Thế nên là mình trứng gà bây giờ rẻ, gà đang rẻ mọi người, gà đang gọi là xuống giá trầm trọng. Bóp luôn đi, bóp luôn bằng cái đấy. Đấy. Anh đập tôm đi. Ui à. Ui à, dạ. Hai quả thối mọi người nhá. Ui cái đấy mà luộc may lắm đấy, em thích ăn luộc. May mà không đả vào luôn. Rồi lấy lá lốt đây để quấn. Cái quấn vào lá lốt xong rồi tán nhá. Hả? À còn à? Quả này tươi nguyên á. Quả này chắc chắn là không sao rồi. Làm không có gì là chắc chắn. Chắc chắn. Mà anh bỏ lòng trắng không cái gì?
Bỏ trong thì rơi xuống đấy. Bỏ vào. Ôi, ngon chưa? Trời ơi. Đúng là ngon. Siêu siêu ngon. Nào, lấy kia đây. Lá lốt, quấn lá lốt mà. Hay quấn quấn lá lốt hay quấn nem nhỉ? Quấn lá lốt đi. Bỏ hai cái. À, quấn vào. Móc vào cái mâm đi. Móc vào trứng này. Trứng kia, trứng hỏng. Quấn lá lốt ăn hết giờ nhé mọi người nhá. Vừa thôi ông ơi. Vướng. Đúng rồi, con tay này nó nhìn nhặn lắm mọi người. Chỉ cần lấy đũa lấy ra một tí là được mà. Đó. Thế là thành một cái chả rồi nhé mọi người nhá. Sót của chả. Ấy. Ây à. Nướng thì chén mọi người nhé. Giờ sẽ nướng cho Mao Đệ ba ăn cá rồi nó khoái ăn mật của con này. Ừ. Mình cũng không khoái cái món chân dài này lắm. Điên à, ngon tuyệt vời. Em chỉ thích ăn cái món này phải nấu chua. Nấu chua? Thế không bảo nấu măng chua? Nấu cái măng à. Wow. Hoặc là rau sắn. Làm miếng đã. Thôi ngồi đây ăn chén luôn nhỉ. Tội gì. Ây à. Ây, coca của em. Ui, đây. Ui. Wow, ngon chưa mọi người? À, đây là chả nhái nhá mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Tự làm, tự ăn. Ây, vặn hồ cái. Vặn hồ cái. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tưởng chứ chín mà chín không tưởng. Ngon nhá mọi người nhá. À, đây nhá. Cái món chả nhái này là món cực kỳ ngon nhá mọi người nhá. Anh chết mất cái chỗ này của em à. Em nướng kiểu tay cá. Chả nhái và cá sụp đốt này. Mấy món của tuổi thơ dữ dội ạ. Ừ, không phải. Ngày xưa tuổi thơ của mình không có con cá này nhá. Có con cá kia, cá có quả. Cá quả không? Cá quả đốt. Ngày ngày nhỏ ở mấy cái ao cũng toàn cá quả, không có ít cá này anh nhỉ. Cá sộp này xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Mọi người có biết con cá sộp này xuất hiện từ bao giờ không? Mình nhớ là vào khoảng tầm chục năm. Phải rồi em ơi. Từ năm 2008. Mình không vặn được thì mình chết đi, mình nó, sống làm nó cái gì? Nó bị nén ra. Nén cái gì mà nén? Nào đặt lên đây cho mình xem. Đó. Ngon. Đấy. Ok. Em phải đợi nó hết gà ra. Kiếm cái miếng cháy cháy đây. Mình lại thích ăn kiểu cháy này hơn nhá. Còn không khoái ăn kiểu chín tới rồi mấy. Những cái miếng cháy này thì cái lá lốt nó giòn. Đấy, nó giòn, nó tan tan trong miệng ấy. Còn những cái miếng mà lá lốt nó còn xanh này thì ăn lá lốt nó thơm hơn. Còn những cái miếng cháy này, lá lốt nó sẽ tan tan trong miệng. Ngon lắm. Ôi, sắp chán được rồi. Mày bỏ cái miếng thịt lợn người ta trồng. Ai bảo anh không? Đây gọi là thịt lợn, gọi là ướp có qua. Ngon. Tí nữa cá của tao kéo ngon hơn thịt lợn của mày. Thịt lợn em ngon lắm. À, quên. Xuống chuối. Tí nữa. Bỏ bòi. Tí nữa ăn nè, ăn uống nè. Đàng hoàng. Nha, công xuống tao ném xuống nhá.
không xuống tao ném xuống. Dám bảo mình dám cá với mình. Các bạn là tại mình không phải mình định tát hay hút cái hố đấy đâu. Mà nó dám cá với mình là ở dưới đấy không có một con cá nào. Thế đây là con gì? Hả? Con khục. Con khục. À, ở dưới đấy thì nói chung là không có cá mấy, nhưng mà những cái con sộp, cá sộp này anh à, mình nói thật nhá, ở đồng mình ấy gọi là thích lúc nào là kiếm được lúc đấy, rất là nhiều luôn. Không hiểu tại sao là cái giống này bây giờ nó nhiều như thế được. Anh bảo nó còn con ra để em muốn. Nó còn gọi là ăn hết cả những cái con cá lóc to. Ngon chưa? Ăn là phải tự nướng này, ngon. Thì nãy anh được xin cái món này với em nhá. Nhưng mà vẫn không bằng cái món chả nhái này của anh của mình. Gọi là thịt lợn xông khói. À. Ăn chả nhái này thì nó giòn giòn. Cái xương nó vẫn còn giòn. Cái thịt con nhái thì nó khá là ngọt. Tuyệt vời lắm. Sherry Sherry lady. Cái này à, anh dán nguyên cả con ấy ăn ngon. Không. Dạ thích ăn chả hơn. Quá tuyệt vời luôn. Chị. Chị làm miếng cá chị ơi. Wow. Anh em miếng cá. Anh ạ. Chị này thì 100 đồng. Làm gì nhá? Ai cũng ngại vào ống kính ấy. Cứ thấy là lành. Đây, con cá này chắc là chín rồi. Khả năng là sắp tối rồi. Mình cứ tưởng cái hố kia nếu mà hút là nước nó nhiều, nó hóa ra hút được khoảng tầm 3 phút hết bố nước à. Biết thế mình tát là xong. Mình mà tát khoảng tầm 5 phút. Ai da. Cường độ của máy nó với cường độ của người nó khác hẳn nhau. Cái thời gian này tao lắp máy này, tao tháo xe này, tao lấy cái máy cũ ra sửa nữa thì còn đến mất nhiều hơn thời gian đấy. Chủ yếu là mình muốn thử. Nhưng mà cái hố bên của anh có đâu, hố bên cạnh mình có chứ. Chủ yếu mình muốn thử cái chiếc xe máy của mình, chiếc siêu xe của mình xem là nó có hút được nước không. Nhưng mà lỗi kỹ thuật một cái là cái răng nó có gọi là cái gì nhỉ, cái tip chạy ra của cái máy của mình ấy là nó to hơn cái ống hút với cái bánh quạt. Thế nên là mình khi mình đút cái răng cao su nó gọi là cái lơ à cái gì nhỉ, răng. Nó có một cái tên nhưng mà mình không phải thợ cơ khí, mình không biết. Mình chỉ biết nó là cái tròn tròn bằng cao su ấy. Mà nó dài dài, không phải cái răng. Cái răng cao su thì tao biết. Đấy, nó thiếu mất cái đấy, nó lỏng mất. Thế là không khí nó vào, nó không hút được nước lên. Thôi được, lần sau mình sẽ cho mọi người xem chiếc xe của mình hút nước. Thề luôn, nếu mà mình không làm được, mình không bao giờ làm người luôn. Ui, nó chín không? Không, nó chín rồi. Em nếm thử xem nó chín chưa thôi. Này, tao bảo thật, này. Sống nguyên. Không mọi người không? Đây. Đúng ạ. Mình cứ thử một miếng chả đi. Em ăn 2 miếng rồi. Ăn 2 miếng à? Ăn là được. Lại ăn vụng. Chả ngon mà chả ăn. Em chỉ thấy nó không ngon rồi. Sao lại không ngon? Ui, chả nhái. Em không thích, em cứ chả là em không thích. Ở rán cần cả con ăn thích ngon thôi. Chả là chả thích à? Chả là chả thích à? Nhiều người không thích con nhái với nhiều người không thích ăn chả mọi người. Không, con này em ăn như... mà. Nhưng mà rán cơ. Đặc biệt như mình thì cũng thế. Mình cũng có những cái món mình không thích ăn lắm. Giả dụ như bánh giò. Cái món ví dụ như à, đầy món nhé, đầy món nhưng mà nấu xào chả ớt ấy cũng chẳng ngon. Ui, cho em cái đấy cho. Cho em miếng rồi. Vỡ mật rồi. Cho em đây. Ngon đấy. Thèm à? Đấy con hả? Có cái cục cứt ngon nhất thì anh ăn mất. Đấy. Anh tốt rồi em ơi. Chưa chín, con này chưa chín. Con này to nhỉ. Ui, cái đầu này chín bóc em bóc cái má. Đâu? Đâu đó? Anh vừa lấy cái đầu nó đâu ấy. Ui ba, ăn cá ơi. Ăn cá. Ăn chả nhái. Đấy, con cá chôm này chôm.
con cá sộp này nó có một đặc điểm nhá, tức là nó ở rất là nhiều loại môi trường. Có những môi trường rất là bẩn nó vẫn ở và sống lớn được. Những cái con cá đấy anh em mình không bao giờ ăn ruột. Đấy, những con cá nào sạch anh em mình bắt ở suối á thì tranh nhau ruột, ruột rất là ngọt. Ngon mà. Đấy. Ê, quên lấy nước chấm. Đây nè. Chấm rồi mình à, không cần. Thôi, khả năng clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Tại vì thời lượng video nó khá là dài rồi. Ui, ngọt đấy. Rất là tiếc khi hôm nay là không dùng cái chiếc xe máy của mình để hút nước được. Hẹn mọi người lần sau mình sẽ dùng chiếc xe máy của mình hút nước. Tại vì sao? Mình phải làm cho bằng được thì thôi, chứ không mình không làm nửa chừng thế này để mọi người